Mọi thứ cha mẹ cho con cười, con cho cha mẹ khóc. Thưa quý vị thân mến, cuộc đời của mỗi chúng ta sẽ mãi mãi không thể trọn vẹn nếu như thiếu đi cha và mẹ. Không phải tự nhiên mà tạo hóa lại ban cho mỗi con người có một người cha và một người mẹ, giống như trái đất cần cả mặt trăng và mặt trời. Chúng ta có cha và mẹ để hoàn thiện một cuộc đời, hoàn thiện một con người. Nhưng đa số chúng ta đều đợi đến khi trưởng thành, lúc thời gian cha mẹ ở bên chúng ta chẳng còn được bao nhiêu nữa, mới chịu hiểu ra điều này. Hay khi nhận ra được thì mọi chuyện đã quá muộn màng. Từ những câu chuyện sau đây, mong rằng những người con như chúng ta sẽ sớm nhận ra tình yêu thương của cha mẹ thật thiêng liêng cao quý. Sự hy sinh của cha mẹ chẳng thể đong đếm được và phải biết trân trọng đến tận cùng. Lời tâm sự thứ nhất, cha mẹ đã để cho con cả cuộc đời. Tôi lên giường lúc 11 giờ khuya, bên ngoài trời đang có tuyết rơi. Tôi co ro nằm trong chăn, cầm chiếc đồng hồ báo thức lên thì phát hiện nó đã ngừng hoạt động từ lúc nào. Tôi đã quên không mua pin cho nó. Ở bên ngoài trời lạnh như thế, tôi thật là không muốn phải ngủ dậy, liền gọi điện thoại cho mẹ. Mẹ ơi, đồng hồ báo thức của con hết pin rồi. Ngày mai con có cuộc họp quan trọng của công ty khoảng 6 giờ. Mẹ gọi điện thoại đánh thức con dậy nhá. Được rồi, mẹ biết rồi. Mẹ ở đầu dây bên kia giọng như đang ngáy ngủ, mà sáng hôm sau tiếng chuông điện thoại vang lên trong lúc tôi còn đang cuộn tròn trong chăn. Ở đầu dây bên kia mẹ nói: con gái mau dậy đi, hôm nay con còn có cuộc họp đấy. Tôi mở mắt nhìn đồng hồ, chỉ mới có 5 giờ 40 phút. Tôi liền cảm thấy khó chịu mà càu nhàu mẹ: chẳng phải con nói 6 giờ mới gọi con dậy sao? Con còn muốn ngủ thêm một lát nữa lại bị mẹ làm phiền rồi. Mẹ ở đầu dây bên kia lặng im không nói gì. Tôi cũng cúp điện thoại. Tôi dậy rửa mặt, chải đầu, rồi tôi ra khỏi nhà. Thời tiết thật lạnh, khắp nơi toàn là tuyết, trời đất chỉ một màu. Tại bến xe buýt, tôi không ngừng dậm chân cho đỡ lạnh. Trời vẫn còn tối đen như mực. Đứng bên cạnh tôi là hai ông bà lão, tóc đã bạc trắng. Tôi nghe ông lão nói với bà: bà xem, cả đêm không ngủ yên giấc, mới sáng sớm đã thúc tôi dậy rồi, nên giờ mới phải chờ lâu như thế. 5 phút sau, cuối cùng xe buýt cũng đã tới. Tôi vội bước lên xe. Tài xế là một người thanh niên còn rất trẻ. Anh ta chở tôi lên xe, rồi vội vã lái xe đi. Khoan đã, anh tài xế, phía dưới còn có hai ông bà lão nữa. Thời tiết lạnh như thế này mà họ đã đợi từ rất lâu rồi, sao anh không chở họ lên xe mà đã đi rồi? Tôi nói như vậy, anh tài xế ngoảnh đầu lại cười nói: không sao đâu, đó là cha mẹ của tôi đấy. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi lái xe buýt, nên họ đến xem tôi đấy. Đột nhiên tôi rơi lệ, nhìn lại dòng tin nhắn của cha tôi: con gái, mẹ của con cả đêm không ngủ được, mới sáng sớm đã tỉnh dậy, bà ấy lo cho con sẽ muộn giờ. Có lẽ cả cuộc đời này, người có thể làm cho chúng ta mọi thứ mà không bao giờ yêu cầu được báo đáp, chỉ có thể là cha mẹ. Từ lúc cất tiếng khóc chào đời cho tới khi trưởng thành, chúng ta luôn nhận được mọi điều tốt đẹp nhất từ cha mẹ. Thế nhưng có mấy ai hiểu rằng họ đã phải đánh đổi trong thầm lặng rất nhiều thứ chỉ để thấy nụ cười của con mình. Thay vì mua những thứ tốt hơn cho mình, cha mẹ sẽ ưu tiên cho những điều dành cho con. Họ luôn đặt sự hạnh phúc, vui vẻ và thoải mái của con lên trên hết, thay vì theo đuổi những sở thích cá nhân. Khi có con, cha mẹ sẵn sàng gác những điều riêng tư đó lại để dành thời gian bên con. Những ngày thơ bé, chúng ta vui sướng được ăn những món ăn ngon, mà đâu biết rằng sau đó cha mẹ có thể sẵn sàng chịu đón để cho con no bụng. Những đồng quà tấm bánh, những món đồ chơi cha mẹ mang về khiến chúng ta vỡ hòa trong niềm vui sướng. Nhưng đằng sau đó là bao nỗi vất vả, nhọc nhằn, chắc chỉ cha mẹ mới hiểu. Cha mẹ cho chúng ta hình hài, đưa chúng ta khôn lớn. Khi bạn cất tiếng khóc chào đời,
chỉ có cha mẹ là người hạnh phúc nâng niu bạn trong vòng tay. Cũng chỉ có cha mẹ là người ngày đêm chăm sóc bạn từng miếng ăn giấc ngủ. Khi bạn chập chững bước đi, chỉ có cha mẹ là người nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ dìu dắt bạn đi những bước đầu đời. Khi bạn đau ốm, chỉ có cha mẹ là mất ăn mất ngủ, ngày đêm túc trực bên giường bệnh vì bạn. Dẫu phải bán đi khối tài sản cuối cùng trong tay, họ vẫn sẵn sàng. Khi bạn gặp khó khăn trắc trở, hay khi cả thế giới đều quay lưng với bạn, thì cha mẹ vẫn luôn ở bên che chở, vỗ về bạn. Thời gian có thể làm lòng người thay đổi, nhưng vĩnh viễn không thể thay đổi tình yêu cha mẹ dành cho bạn. Cha mẹ luôn hy sinh tất cả vì chúng ta, thực hiện những đòi hỏi có khi là vô lý của chúng ta, bao dung và vị tha với mọi lỗi lầm mà chúng ta gây ra. Đối với cha mẹ, chúng ta chính là điều tuyệt vời nhất mà Thượng Đế ban cho họ. Niềm hạnh phúc lớn lao của họ chính là thấy chúng ta trưởng thành, sống cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc. Cha mẹ đã cho chúng ta tất cả. Vậy nên, dù thế nào đi chăng nữa, cũng đừng phàn nàn khó chịu với cha mẹ, mà hãy cảm thông, quan tâm chia sẻ với họ nhiều nhất có thể. Khi cha mẹ không còn nữa, ta sẽ nhận ra rằng ngay cả chốn bình yên nhất cũng không phải là mãi mãi. Chỉ mong mỗi người con đừng bao giờ hờ hững với cha mẹ mình. Hãy tranh thủ từng ngày khi cha mẹ còn ở bên mình để dành cho họ những yêu thương ngọt ngào và ấm áp nhất nhé. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe những chia sẻ của Triết Lý Cuộc Sống. Xin chào và hẹn gặp lại. Khi không có tiền, người đầu tiên coi thường bạn chính là người thân. Điều này đúng với bất kỳ ai. Người xưa có câu: người nghèo thì đừng tìm người thân, ngựa yếu đừng vào binh trại. Tình thân rất có ý nghĩa. Khi bạn nghèo khó thì coi bạn không ra gì, bắt nạt bạn. Khi bạn giàu có thì đố kỵ, nịnh bợ bạn, hận bạn, khách sáo với bạn từ đầu chí cuối, còn không bằng bạn bè. Người nóng đừng ăn hẹ, người nghèo đừng tìm người thân, đau khổ. Người nghèo thì ngay cả ba mẹ, anh chị em cũng coi thường bạn. Người giàu thì có gì hơn người nghèo? Biết được ai là hoa thiên lụa, ai là than trong tuyết. Chỉ khi nghèo mới hiểu được lòng người. Khi nghèo khó, cái gì là tình thân và người nhà không những không giúp đỡ bạn, ngược lại còn coi thường bạn, chỉ có dựa vào bản thân mình. Đây chính là hiện thực xã hội, chỉ có dựa vào bản thân mình thôi. Tôi rất tán thành với bạn. Bình thường, anh chị em ruột thịt thân thiết, đồng tình, gần gũi, gắn bó nhau. Nhưng khi bạn gặp khó khăn, liền rời xa bạn. Hơn nữa, lời nói cũng khách sáo, ánh mắt cũng thay đổi, lạnh nhạt, chẳng bằng 2/3 bạn bè. Đừng mong chờ gì người khác, hãy dựa vào chính mình. Khi bạn quyết tâm, cái gì cũng có thể. Bạn không làm, cái gì cũng không thể. Vì vậy, bạn nhất định phải làm, không làm cũng phải làm. Bạn có thể ở trong căn phòng nhỏ, ăn rau, mặc quần áo cũ, nhưng bạn không thể không có tiền. Không có tiền, ai cũng coi thường bạn. Bạn có tiền, mặc quần áo cũ, mọi người nói bạn an lạc. Bạn ăn rau, nói bạn gìn giữ sức khỏe. Người nghèo, dù có bạn bè gặp cơn hoạn nạn, đừng mong chờ lúc sung sướng có người thân chia sẻ, lúc hoạn nạn thì một mình chịu. 10 năm trước, hàng xóm láng giềng vì nể cha mẹ mà đối xử tốt với bạn. 10 năm sau, hàng xóm láng giềng nể bạn mà đối xử tốt với con của bạn và bố mẹ bạn. Đó là nhân tính và nhân sinh. Ngoài nỗ lực, chúng ta chẳng có sự lựa chọn nào khác. Xã hội rất hiện thực, dù là người thân hay kẻ xa lạ đều như nhau. Đương nhiên, người khác nhìn bạn như thế nào, chúng ta không quan trọng, cũng chẳng cần phải để ý. Nhưng vì một tương lai tốt đẹp hơn, chúng ta phải không ngừng nỗ lực kiếm tiền. Cố gắng lên, người nghèo nơi thành thị, không ai hỏi. Người giàu nơi thâm sơn, ai cũng biết tới. Không muốn tin, nhưng cứ nhìn trên bàn rượu chén chú chén anh, bao giờ cũng dành cho người giàu sang phú quý. Còn người nghèo thì như quỷ ám, nhạt như nước ốc. Có tiền sẽ được người khác xem trọng hơn, lời nói cũng có trọng lượng hơn. Trong xã hội này,
Bạn có tiền thì việc xì hơi cũng có đạo lý. Không tiền nói đạo lý chẳng khác gì xì hơi. Người nghèo không đáng sợ, đáng sợ là người nghèo chí còn ngắn. Người hay xấu hổ không đáng sợ, đáng sợ là tâm cũng xấu. Nói đi nói lại, đời người vì thành tựu của bản thân không nhiều nên bị người khác coi thường. Vì thành tựu của bạn không cao, người khác mới coi khinh bạn. Vì đạo đức của bạn không cao, người khác mới bắt nạt bạn. Vì tình cảm của bạn không thành thật, người khác mới cười bạn. Đời người không có ai là hoàn mỹ. Đời người là cả một quá trình tu luyện. Việc bạn làm và việc người khác đánh giá như thế nào không quan trọng. Người khác nói sao cũng không cần quan tâm. Chỉ cần bạn tìm được niềm vui trong công việc, hoàn thiện nhân phẩm, sống thành thật, không có ai là hoàn hảo. Quan trọng nhất là sống sao để người khác tôn trọng. Hy vọng mọi người sẽ tìm được mục đích sống đích thực của bản thân mình, không bị che mờ đôi mắt.